xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a gmail com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha số zalo của mình là 0938773799 và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó cho thuận tiện ha mọi người ha và nếu như bạn nào đó với vừa xem cái kênh của mình lần đầu tiên các bạn có thể là xem hết cái tập truyện ngày hôm nay nếu mà cảm thấy yêu thích cái cái lối kể chuyện của mình đó thì các bạn có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình bởi vì á mỗi một lượt đăng ký của mọi người nè là mình sẽ được một nhà hảo tâm trao tặng cho mình 1.000 đồng trên một lượt đăng ký của người mới tất cả những cái số tiền đó mình sẽ gom góp lại và làm những cái chương trình thiện nguyện như là à, mua mì cho những người vô gia cư ha mọi người ha rồi, cảm ơn mọi người rất 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 là nhiều luôn. Bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 372 ngày hôm qua. Thì ở tập 372 ngày hôm qua đó các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Ninh Còi Vlog. Còn các bạn ngày hôm qua comment sớm nhất đó chính là bạn Hoàng Anh Nguyễn. Cảm ơn Hoàng Anh Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Ninh Còi Vlog rất là nhiều luôn ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đó là của một bạn của một chị, chị này chị tên là Võ Ngọc Huyền Trâm, chị đã gửi về cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình. Thì chị này á trước đó chị đã gửi về cho mình ở cái một cái tập truyện ở tập 165 thì phải là nói về cái chuyện mà người chết đòi bia mộ đó. Mọi người có thể là quay về đó để mà nghe những cái chuyện đó của chị Trâm cũng rất rất là hay luôn nha mọi người ha. Nhưng mà cái câu chuyện ngày hôm nay mà chị Trâm chị kể về á là chị nói về một cái lần mà chị chị chứng kiến được là cái chuyện mà đi cầu cơ và bị có phải mình phải dùng cái từ là bị phản tác dụng mọi người có nghĩa là bị bị cơ á bị bị cái người mà lên cơ người ta ám đó mọi người thì cái câu chuyện này á nó xảy ra vào năm 2007 lúc này á là chị trâm mới vừa bắt đầu là sinh viên năm nhất thôi thì cái trường mà cái trường đại học mà cái trường đại học mà mà chị trâm chị học với cái này là hình như là cao đẳng quân sự thôi chứ không phải là đại học nữa thì cái trường này á là chị học ở dưới quân khu khu quân đội ở đồng nai à cái trường này á thì ở đằng sau lưng cái trường này á là nó có một cái cái theo như mà chị chăm chỉ được nghe nói đó là một cái nghĩa trang À thì chị nghĩ cũng đơn giản nó ừ là nếu mà ở quân đội thì nghĩa trang thì chắc có thể là nghĩa trang liệt sĩ. Mà thường á thì nghĩa trang liệt sĩ nó mọi người nghĩ có đúng không? Nghĩa trang liệt sĩ thì nó sẽ không có quá mà kinh dị giống như là nghĩa trang bình thường. Tại vì nghĩa trang liệt sĩ là người ta sẽ xây mồ, xây mã, ngăn nắp này nọ đồ và lúc nào cũng có người túc trực hết, lúc nào cũng có nhang đèn và có ánh sáng này nọ được không có sợ. Nhưng mà khi mà tới đây rồi đó nha, là có một lần chị đi ra đằng sau cái sân trường chị coi đó, thì đó không phải là cái nghĩa trang, mà dùng từ đúng hơn đó, đó là một cái nghĩa địa. Cái nghĩa địa nó khác nghĩa trang chỗ nào? Cái nghĩa địa có nghĩa là tất cả những cái mồ mã đây là xây nó không có theo một cái trình tự nào cả hết trơn á. À nó kiểu như là 2-3 mét cái mộ, 2-3 mét cái mộ nó nằm, nó so le, nó, nó lạp với nhau tùm lum hết trơn á và ở đây cũng không phải là mộ của những cái người thương binh liệt sĩ gì cả mà những mộ của người thường người hoa có người việt mình cũng có luôn à thì đó thì đây là một cái một cái nghĩa địa một cái nghĩa địa hoang luôn nữa rất là lâu rồi bạn chị chăm chị cũng không có thấy ai tới thắp nhang gì hết trơn đó à đâm ra là từ đó trở đi nha chị học năm nhất thì nọ rồi chị rất là sợ không bao giờ chị dám đi ra đường đằng sau hết nhưng mà rồi chị học được vài tháng á, thì bạn bè cũng quen cũng thân lúc này là chị chơi thân nhất á, là với một cái người bạn tên là chị thơm và một anh kia tên là anh đức thì khi mà học được vài tháng xong á, thì lúc này cái chị thơm á, thì chị mới lại chị hỏi với nó ê tụi bay uh, sợ ma không đó thì khi mà hỏi như vậy rồi thì chị chăm chỉ nói thì tao thì uh, tao bên đạo công giáo mày ơi à, sợ thì tao cũng có sợ nhưng mà lúc mà tao vô đây tao học á, thì à, ở nhà cũng có cho tao một cái dây chuyền nè có dây chuyền tao đeo trong người rồi thành ra là tao cũng yên tâm hơn còn cái bản đức kia thì bản đức kia là anh cũng khinh khỉnh hình như là không có tin à, anh đức anh không có tin thì lúc này á, là cái chị thơm chỉ mới đề cập tới cái vấn đề đó thôi nếu mà tụi bay nói như vậy đó bây giờ mình chơi cầu cơ đi tao nghe nói cái cầu cơ này á, là có nhiều người người ta cầu cơ nha người ta xin số đề cũng có mà người ta cầu cơ lên để người ta nói chuyện với lại cái người cõi âm cũng có mà cái mà kiểu như là chính xác nhất á mà người ta hay sử dụng nhất á là cầu cơ để mà hỏi về tương lai à giống như là một hình thức đi coi bói vậy đó nhưng mà mấy ông thầy bói mày biết rồi bây giờ hả ai biết ông nào xịn ông nào dởm vô rồi nói kiểu như là hả đói bó, bói ra ma quét nhà ra rác đó. thành ra là cũng không có tin tưởng được đâu À, nhưng mà cái cầu cơ này á, lên mày hỏi ví dụ như mày hỏi sau này mày lấy chồng bao nhiêu tuổi này nọ đồ mày có đậu đại học không á là cơ người ta trả lời chính xác lắm à khi mà nghe một cái sự mà huyền diệu như mặc dù nha chị trâm đó là mặc dù là trong lòng chị trâm là chị chỉ tin 50-50 thôi chứ không có tin một trăm phần trăm đâu nhưng mà thôi nghe nó huyền diệu quá với lại con gái mà thường ngày xưa cũng mê coi bói đó mọi người rồi cũng ok cũng đi luôn rồi chiều hôm đó bắt đầu á là mà bạn thơm đó bạn mới đem theo cái bộ cơ của bạn nha thì không biết là cái bộ cầu cơ của bạn là làm mặt chất liệu gì thì mình cũng chẳng biết nữa thì trong nhóm là có bốn người là chị trâm nè anh ở anh đức nè và chị thơm mà một người kia thì mình cũng không biết tên trong đây cũng không nhắc tên tới tại vì cái chuyện cái người đó không có liên quan gì cả thì mới đi ra ngoài đằng sau cái nghĩa địa hồi nãy mình nói đó bắt đầu là trải cái bàn cơ ra và chị thơm là cái người mà chỉ đạo trong cái cuộc cầu cơ đó bởi vì chị rất là rành chị rành cách thức bài biện này nọ những câu thần chú gì đó là chị thơm chỉ nắm trong lòng bàn tay thì sau khi mà lúc này là lên nha lúc này là chị chăm chứng kiến được á là cơ lên à khi mà cầu xong rồi bắt đầu á là mới hỏi là cơ á là, là ma là quỷ hay là thần gì đó ha mọi người ha thì lúc này á là con cơ chạy à cái nút cơ đó giờ mình gọi là cái con cơ ha là cái con cơ có chạy đàng hoàng luôn chị chăm có chạy thấy có chạy đàng hoàng nhưng mà chỉ chạy đâu chừng một chút mà không có được một chữ cái đầu nữa thì cơ mới ngưng lại thì khi mà cơ ngưng lại rồi chị chăm chỉ mới thắc mắc ủa sao thấy nó mới chạy mà sao tự nhiên giờ im rồi thì chị thơm chỉ mới nhắm mắt lại chị 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 ngồi chị suy nghĩ chị phân tích rồi đó ê trăm hình như là là hồi hồi sáng là mày nói với tao là là À, mày bên đạo công giáo hả đúng rồi đúng rồi tao bên đạo công giáo nói rồi rồi mày còn nói với tao là hình như là người nhà mày có cho mày đeo cộng dây chuyền gì đúng không nói ừ đúng rồi cộng dây chuyền này là để giống như là kiểu như là tà ma hai nọ bị đè đồ đó mày nó trời ơi hèn gì thôi trâm ơi thôi tao nói mày đừng buồn nghe mày đeo kiểu đó rồi đó thì sao người ta lên thì bây giờ á, mày cũng biết mà cầu cơ là mình nói chuyện với người âm thì người âm người ta cũng là ma là quỷ mà mày đeo cái dây chuyền đó rồi sao người ta dám lại gần thôi đi về giùm tôi đi bà ơi để tụi tôi cầu cho rồi à, có muốn hỏi cái gì đó thì nói tụi tôi tụi tôi hỏi giùm cho rồi hồi nữa tụi tôi về tôi nói lại cho chứ giờ ngồi ở đây không được đâu thì khi mà chị chăm chỉ nghe như vậy thì chị cũng hơi quê mọi người tự nhiên trời ơi ngủ mình đi cho đã cuối cùng đuổi mình về mà đuổi, đuổi về rồi mình phải đi về một mình mà phải đi ngang cái nghĩa địa nữa khá là ghê nhưng mà thôi nhiều khi là mình cũng đâu có cãi lại làm gì đúng không Nói ừ vậy thôi về thì về ờ, giờ hỏi giùm tôi coi là 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 chừng nào tôi tôi, tôi tôi lấy chồng được nghe không rồi có gì rồi mai nói tôi nghe nha tôi về đây tôi đi uống cà phê với bạn luôn đó rồi mai đi học rồi nói tôi nghe đó là chị trâm mới đứng lên đi thiệt là lẹ về tại vì cũng sợ nghĩa địa đó mọi người đi lẹ về nhà thì không biết ở đó là cầu cơ như thế nào cầu cơ tới mấy giờ thì không biết sáng ngày hôm sau đi học cái nguyên một đám đó mới gặp nhau mà khi gặp nhau rồi đó nha là ngoại trừ cái bạn mà mình không có biết tên đó cái anh mình không biết tên đó là không có nói tới tại vì anh đó là không sao mình nói ha chỉ có còn cái chị thơm á và anh đức á hai cái người này á cái mặt á thì tái xanh tái mét à cái mặt tái xanh tái mét à chị chăm mới đầu chị chăm chị không có nhận ra cái điều đó chị chạy vô chị hỏi đó rồi ba tôi bay cầu cơ tới mấy giờ rồi tụi bay có hỏi tao giùm tao năm mấy tuổi tao lấy chồng không trời ơi tao nồm gần chết luôn thèm chồng gần chết luôn mà không biết mấy tuổi mới lấy à, chừng nào mới lấy chồng mày khi mà hỏi kiểu như là mình bông đồ mình vui vẻ như vậy thôi đó thì à, hai cái người kia à anh 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 à, anh anh đức và chị thơm á thì bắt đầu là mới giống như là cái mặt hơi sượng sượng mới nói trời ơi trời tối hôm qua ghê lắm mày ơi lúc mày về rồi thì tao cầu lên như vậy đó thì nó có nói với tao là nó nói nó nói chuyện anh đức á nó nói với tao là cả cái công việc học hành của tao á là sẽ bị gian dở không có được học liên tục tao đang lo đây nè trời ơi mày biết vô cái trường quân đội này á, ở nhà tao là phải hả, mong chờ tao dữ lắm mà nếu mà tao học mà gian dở nữa chừng không biết làm sao đây thì lúc này á là cái chị thơm cái chị mới nói trời ơi, trời hả tao mới ghê nè đức mày không nhớ hả nó nói với tao á là có một cái vong hồn là đang đi theo tao chờ cái ngày đổi mạng trời ơi tao sợ quá trời luôn thì mới quay qua cái anh còn lại đó thì hỏi thì nói là không không tới tới đây xong rồi lúc mà nói với hai đứa tao xong đó là cơ đi luôn rồi chứ không có nói thằng này à đâm ra là cái anh kia là một cái như là một cái người ngoài cuộc vậy đó Anh không có liên quan gì tới câu chuyện này hết trơn lắm nó ủa rồi, 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 tụi bay có hỏi giùm tao uh, chừng nào tao lấy chồng mày nó trời ơi tao đã nói là là nó nói với con thơm xong là nó đi luôn rồi chứ nó đâu có nói ở đâu mà hỏi cho mày mày à nó cái bắt đầu là chị chăm cho nó ui Trời ơi tưởng gì Thôi mày ơi đừng có tin ba cái chuyện đó mày ơi Tao tối hôm qua hôm qua mày tao bay ngủ tao đi là tao không muốn đi rồi Tại vì tao đi cho tụi bay vui bạn bè thân thiết thôi Chứ tao không có tin ba cái đó mày ơi Ngày hôm qua tao ngồi mà nhúc nhích nhúc nhích Xíu không được là tao không tin rồi Thôi yên tâm đi không có gì đâu không có gì đâu không sao đâu À nói vậy thôi chứ mà hai cái bạn kia hai cái người kia cái mặt cũng hơi còn sượng sượng nha Thì lúc mà học hành xong rồi đó nha là bắt đầu từ một một tuần lễ đó một tuần lễ liên tục luôn là cứ thấy đó là anh đức với lại chị thơm đó là cứ chiều chiều nha là rủ nhau ra hai người mua đồ cúng đi ra ngoài nghĩa địa đó để mà lại cái chỗ mà cầu cơ đó và bắt đầu là thấp nhang lên khấn rồi xin lỗi rồi khóc lóc lum la hết trơn á đó và tuần nào cũng như tụi phải là ngày nào cũng như ngày nấy trong suốt một tuần lễ ngày nào cũng như ngày nấy ha rồi bắt đầu á là tới cái chuyện của anh đức cái lúc này mình nhưng mình ngưng lại một chút xíu có nhiều người người ta nói cầu cơ là cái ông cơ đó nó nói trước tương lai à có nghĩa là anh Đức và chị Thơm đang sợ là ờ là con cơ nó thấy được cái gì đó nó nó mách bảo với mình là nó nói với mình là nó báo trước cái tương lai của anh Đức đó, là sẽ học gian dở của chị Thơm là sẽ bị vong theo nhưng không phải như vậy không phải là con cơ nó báo trước tương lai đâu mọi người mọi người nghe đi mọi người sẽ biết lúc này là tới anh Đức sau một cái tuần lễ mà khóc lóc van xin hai người khóc lóc van xin như vậy đó thì không biết là cái cơ có hiện lên là nói như sao chưa hay chưa nhưng mà qua cái tuần thứ hai thì hai cái người này đó nha là không có đi xin lỗi gì nữa nhưng mà bắt đầu lúc này chỉ thơm thì chỉ sinh hoạt bình thường rồi còn riêng một anh đức thôi cứ lâu lâu nha hai ba ngày á, thì phát hiện anh đức mất tiêu rồi đó thì bắt đầu á, là mới chạy đi kiếm thì thấy anh đức anh ngồi đằng sau trường không có phải là anh đi lại cái chỗ cầu cơ đâu mà anh ngồi cái chỗ cái gốc cây đằng sau cái sân trường thôi ngồi một mình cái lúc này mới ghê nè lúc này là trong nhóm á, là có bạn có chị thơm nè chị chăm nè và một một vài người khác nữa cũng bốn năm người khi á, mà đi ra ngoài gần lúc mà đi ra sân trường kiếm đó nha thì cách xa lúc này là cách xa anh đức tầm khoảng cỡ 10 mét thì thấy anh đức ảnh đang ngồi trên một cái gốc cây ảnh đang ngồi ảnh nói chuyện một mình và ảnh đang ăn một cái bánh bông lan bự chà bá cái bánh bông lan này không phải là anh đức ảnh nói mà là nguyên một nhóm này chính mắt thấy là ảnh đang cầm một cái ổ bánh bông lan ảnh ăn thì nguyên một đám còn nói nói trời trời thằng đức này nó bị cái gì vậy ta ơi nó ăn bánh bông lan mà một mình nó mà nó ăn cái ổ chà bá lửa mà nó không rủ tụi mình thằng này riết chơi không được ăn mình kiểu này là đau bụng chơi không được rồi kiểu như vậy luôn á thì bắt đầu là mới kêu lên Đức ơi đi đi vô chuẩn bị ăn cơm nè mày làm gì ngồi ở đây hoài vậy đó thì khi xin lỗi mọi người ha thì khi vừa lên tiếng như vậy thôi thì anh đức ở đây bắt đầu là anh giật mình một cái và ảnh ngã ngang anh xỉu anh ngã ngang anh xỉu nói chuyện nguyên đám cái gì thằng này mà làm gì mà nó đàn ông mà nó như đàn bà trời cái gì mà mới nói lớn tiếng cái nó hết hồn mà nó xỉu luôn vậy Nguyên một đám mới túa lại, thì khi mà túa lại, nguyên một đám không tin vào mắt mình. Lúc này không còn thấy đó là một cái bánh bông lan nữa, mà là một cái cục đất. Có nghĩa là anh Đức anh đang cầm một cục đất, anh ăn ngon lành mà anh vừa ăn mà anh vừa nói chuyện đó mọi người. Có nghĩa là anh ăn, anh đầy hộng, anh ngồi ngесть, ngồi ng ng blends, ngồi, anh nói kiểu như vậy đó, chứ không có nói thành lời được. Tại vì đất sét nó nằm trong họng hết trơn nè. Trời ơi, nguyên một đám mấy tá quả bắt đầu là ôm mà ốp ôm anh Đức về bỏ vô phòng y tế của bên quân đội. Bác sĩ đầu xuống khám thì khi khám xong rồi là mới cho uống một vài cái cái mẹo thôi mọi người là uống những cái gọi là mùng thớt này nọ rồi đó để cho anh Đức ảnh ối rồi đó. Trời ơi, mọi người tin không? Để cái thao ở dưới cái giường á, ảnh ối là đen kịnh cái thao luôn, đất cát nè, thậm chí có viên sỏi mà nó bự bằng cái lóng tay luôn, có cái viên sỏi bự bằng cái lóng tay luôn đó. Nó kinh dị tới nỗi như vậy đó thì nguyên một đám thấy như vậy là nguyên một đám táo quả rồi mới hỏi với nhau nói ê tụi bay hồi nãy tụi bay lúc mà đứng sau lưng thằng đức đó tụi bay có thấy giống tao không tại vì hồi nãy là tao thấy nó cầm cái ổ bánh bông lan màu vàng, vàng vàng đàng hoàng luôn tao còn tao nói với tụi bay là nó ăn bánh bông lan nó ăn mình tụi bay nhớ không thì nguyên một đám kia nó cũng khẳng định nó ừ trời ơi bởi vậy nó mới ghê tao cũng thấy nè tụi tao ừ tao cũng thấy nè ừ tao cũng thấy nè là nó ăn cái bánh bông lan rõ ràng mà sau kêu nó một cái nó xỉu nguyên đám mình chạy lại thì cái đó nó biến thành cục đất nó không còn là cái bánh bông lan nữa à cái cái nó kinh gì là nó ghê cái chỗ đó đó ha rồi cho tới chiều ngày hôm đó đó thì anh đức ảnh cũng tỉnh lại anh đức anh cũng tỉnh lại thì mới vô bắt đầu là mới hỏi chuyện anh đức nói dear, cái vụ gì mà mày tự nhiên mày uh, đi ra đằng sau hè mày... mày mày ôm cái, cái cái cục đất mày ngồi mày ăn mày ghê mày mày nó mày... kêu mày có một tiếng rồi mày làm gì mày xỉu thì lúc này anh đức anh mới bình tĩnh rồi lúc này anh bình tĩnh rồi mặt mày anh tái mét rồi anh mới kể lại anh mới nói gì nè nói, nói là tao đang ngồi trong lớp học tao biết á là sắp tới cái giờ ăn trưa rồi thì anh đức anh nói rõ ràng nha tao thấy nè tao thấy anh trâm chỉ chỉ bạn chỉ chị trâm tao thấy anh trâm nè với lại hả à, con thơm nữa với một đứa một vài đứa nữa mới vô là kêu tao á là đi ra sân trường chơi đi nguyên một đám đang đợi tao ngoài đó thì tao thấy như vậy tao mới đi theo là anh đức anh đi theo cái cái nhóm người đó mà thật sự không biết là có là ma giả dạng rồi mọi người mới đi ra đằng sau hè thì khi ra đằng sau hè sân trường đó là anh đức ảnh còn thấy nha là nguyên cả một lớp của mình luôn anh thấy nguyên cả một lớp của mình đang tụ tập ở đó rồi mình nói là vui lắm ừ, kéo ống co rồi chơi này nọ vui vẻ lắm rồi xong rồi có một vài đứa nữa một vài đứa bạn trong lớp luôn nha anh đức anh nhận ra được mặt mũi luôn nha đem bánh tới ăn đem bánh cho ăn bánh ăn kẹo bánh là đất mà kẹo là sỏi đó mọi người đó thành ra là mấy ối là những cái viên sỏi mà bằng cái lóng tay đó là do là ăn kẹo đó rồi ăn bánh ăn kẹo xong cuối cùng đó nha là đem tới một cái bánh bông lan bự chà bá và cái người đem cái bánh bông lan đó Anh Đức anh nói là cái thằng nào ở trong lớp đó Có nghĩa là họ giả dạng là một cái thằng nào ở trong lớp đó Là mới đưa bánh là vừa ăn bánh mà vừa nói chuyện Mà hả nó, nó hỏi nó hỏi một câu Đức ừ giờ này mày khỏe không mày học sao cái bóc miếng bánh nhét vô hồng kiểu như nhà thồn á mình gọi là cái chữ là gọi là chữ thồn á mày mày sao ừ mày mày hồi sáng mày học là mày làm bài được không cái thồn vô không ăn đi ăn đi ăn đi thồn vô họng thồn vô họng đâm ra nó mới thấy cái cảnh là anh đức ảnh 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 vừa nhai vừa nhiều... đó là có nghĩa là anh bị thồn vô họng mà cứ bên kia cứ càng hỏi mà anh đâu có trả lời được đâu cho tới khi cái nhóm này phát hiện cái nhóm mà người thiệt nè cái nhóm mà mà chị chăm mà chị chị chị, uh, chị ấy chị thơm rồi là người thiệt nè mới ra mới kêu đức ơi đức giờ tới giờ ăn cơm mày nọ đồ rồi đó thì anh đức anh mới giật mình anh giật mình một cái thì không hiểu lý do tại sao thì anh lại xỉu ngang như vậy luôn À có nghĩa là ảnh bị ma đưa lối quỷ dẫn đường bị che mắt đó nha Mà không biết giả dạng bằng cách nào Không biết là có phải là một con ma Một con quỷ nó làm được ở giống như là nó nó che mắt nó làm ảo ảnh làm sao mới thấy một nhóm người hay thực sự là có một cái nhóm quỷ mỗi một con quỷ nó giả dạng thành một người bạn của anh đức thì cái này thì không ai biết cả không ai giải thích được chỉ biết là anh đức ảnh thuật là cái câu chuyện như vậy thôi thì đương nhiên anh Thuật lại câu chuyện như vậy rồi Nên nguyên một đám này nó cũng xác nhận nó trời trời Tao đang xuống đây, tao đang đi vệ sinh ừ, Tao đang đi rửa mặt, tao đang đi thay đồ để mà đi ăn Chứ ai đâu kêu mày sao hè làm gì này nọ đâu À có nghĩa là cái cái cảnh mà anh Đức thấy đó toàn bộ là ảo ảnh không luôn À đó mới kinh dị ha Rồi thôi Cái lúc này đó nha là cũng cũng đi khấn À cũng 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 đi khấn thì khi mà đi khấn như vậy á, là chính là chị chăm luôn Tại vì chị chăm chỉ bên đạo công giáo Và không phải là chị nói là cái bệnh đạo công giáo mình hay ho hay là cái gì đâu Mà chị nghĩ một cách rất, rất là logic Là tại vì khi á, mà đi cầu cơ đó Là do là cái dây chuyền cái dây chuyền bên đạo công giáo chị chăm chỉ đang mang trên người thành ra là cơ không có nhập vào được cơ không có nhập vào cái con cơ để mà đi được có nghĩa là chị phân tích rõ ràng thôi có nghĩa là cơ là họ sẽ kiên nể không phải là họ sợ nha mà là họ kiên nể cái 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 thánh giá ở trên cổ của chị đâm ra đó, chị nghĩ như vậy rồi thôi chị nói thôi đức ơi bây giờ chiều nay tao với mày tao với mày với lại vài đứa nữa đó đi ra ngoài đó đi để mà tao xin cho mày cho À, thì đi ra đó thì chị cũng một tay chị cầm cái thánh giá trên cổ là chị khấn chị không phải là chị đọc kinh theo kiểu giống như là giống như là đánh đuổi người ta đâu mà chị cầm chị nói ừ là à, con tên vậy vậy đó thằng bạn con nó vậy vậy bữa nó lỡ cầu cơ vậy vậy đó ừ là tha lỗi cho nó nó còn tương lai này nọ đâu đã cũng khấn xong thì khi mà cấn xong khấn xong rồi đó thì bạn đức bạn về anh đức anh về đó thì anh không còn bị gì nữa anh cảm ơn chị chăm rất là nhiều nhưng mà mọi người nên nhớ đầu chuyện mình nói là cái cơ đó đã nói là anh đức phải học gian dở à thì chắc chắn phải thành hiện thực đúng thiệt luôn mọi người một tuần lễ sau đó anh đức ảnh bình thường rồi nhưng cái câu chuyện mà anh đức ảnh bị dẫn ra sau hè ảnh bị gặp ma cho ăn bánh kẹo cho ăn đất sỏi này nọ đồ á là một mà một đồng mười mười đồng trăm học sinh mà mọi người nó đồn ghê lắm thành ra là nhà trường hiệu trưởng đồ thấy như vậy đó là sợ là sau này là còn những người sinh viên khác đồ vô nữa mới bắt đầu là kêu người nhà lên không phải là đuổi học đâu không phải là đuổi học đâu lên đây là trình bày rõ ràng ừ, sự việc nó xảy ra như vậy vậy ở à, dù gì thì cũng là lỗi của anh đức tại vì anh đức là cái người đi cầu cơ mà đúng không bây giờ là nhà trường mới đưa ra mỗi cách thức là sẽ bảo lưu lại toàn bộ cái số điểm của anh đức và cho anh đức về nhà nghỉ ngơi nọ đi cho đi chùa đi trì gì đó trong vòng một năm rồi năm sau quay lại để tiếp tục học À, có nghĩa là cái lời nói của cơ rất là chính xác. Anh Đức này, ảnh không có bị nghỉ học, ảnh chỉ bị gian dở thôi. Có nghĩa là ảnh không có được học liên tục, ảnh chỉ bị gian dở một chút xíu đó thôi. Là ảnh phải nghỉ một năm rồi, sau đó ảnh mới quay lại, anh học tiếp được. À, rồi, đó là cái chuyện của anh Đức. Bây giờ á, là qua tiếp cái câu chuyện của chị Thơm đây nè, nó mới kinh dị. Thì à, sau khi cái sự việc của anh Đức xảy ra như vậy đó là chị Thơm, chị rất là hoang mang, chị rất là sợ chị tâm sự với chị, Châm, chị nói, trâm chứ nó trăm ơi không biết thằng đức nó bị vậy rồi đó rồi tao sao ta trời ơi hả cờ cơ nó nói chính xác ghê dự báo tương lai chính xác ghê hôn nó nói là thằng đức là bị học gian dở bây giờ mày coi không thấy đúng y chang luôn mà bây giờ hôm bữa nó báo nó nói với tao là tao sẽ bị dông theo chờ đổi mạng mày ơi còn cái này là liên quan tới mạng sống tao sợ quá trăm ơi chắc tao nghỉ học tao về quê đó khi mà nói như vậy rồi thì chị chăm thì chị cũng khuyên cho nó thôi mày ơi nhiều khi thì không chắc không có đâu rồi thôi nếu mà mày sợ quá đó thì chắc một bữa hai bữa đi rồi tao với mày đi ra ngoài chỗ cầu cơ đó rồi tao ra tao khấn cho mày cho hôm bữa tao khấn cho thằng đất làm sao thằng đức làm sao đó thì bây giờ tao khấn tao xin cho mày như vậy là chắc xong rồi không có gì đâu thì lúc này nói như vậy rồi thì chị chăm thì cũng chị, chị chị mình xin lỗi chị chị thơm á thì chị cũng yên tâm chị học lại nhưng mà đòi do á cũng học hành này nọ đồ bài vở riết rồi cũng quên cứ bữa hai bữa mà đâm ra á tới 10 ngày nửa tháng luôn vẫn không có đi sinh đi khấn gì được hết cái lúc này thì cũng không có nghe chị chăm chỉ ở chị xin lỗi mình quên hoài chị thơm á là chị nói về cái vấn đề mà chị sợ nữa nhưng lúc này chị lại thay đổi cái cách sinh hoạt của chị chị thơm là một cái người rất là ham học nha mọi người ngày xưa người ta rất là ham học ham học và bắt đầu là khi á lúc này lại ngủ sớm ngủ sớm, dậy sớm để mà chuẩn bị bài vở. Nhưng lúc này chị Thơm lại thay đổi là bắt đầu là thức khuya và dậy trễ. À, thức khuya mà dậy trễ. Thì bắt đầu á chị chăm chị thấy như vậy, chị mới hỏi là Thơm giờ này mày bị cái gì vậy? Bộ mày sao mày thức khuya rồi, mày dậy trễ không mà lên lớp mày học mày ngủ không vậy? Thì chị Thơm chỉ chỉ nói là ừ là tao ngủ không có được, tao bị mất ngủ, tao mất ngủ này nọ, tao ngủ không được. Thì chị Trâm mới sực nhớ nó à rồi, Chắc mày lo cái vụ mà cầu cơ bữa đúng không? Thôi mày ơi, bây giờ cũng từ cái vụ đó tới giờ là cũng tháng tháng mấy rồi. Thôi chắc là người ta cũng quên rồi mày ơi chứ không có đâu. Ờ à, thì chị Thơm chỉ nghe như nó ừ người ta cũng không biết nữa mà không biết sao tối tao hay khó ngủ. Thì tầm khoảng cỡ 3 4 ngày sau thôi lúc này đó nha là chị Trâm mới phát hiện một cái điều như vậy nè. Chị Thơm đó, chị khó ngủ. Người ta khó ngủ là người ta nằm trên giường người ta trằn trọc không. Chị Thơm chỉ khó ngủ, chị ngồi ngay chỗ cái cửa sổ trong cái phòng ký túc xá và chị cứ nhìn thẳng ra ngoài chỗ cái nghĩa trang, cái nghĩa địa chứ xin lỗi. chỉ nhìn ra thẳng qua cái nghĩa địa hoài. Tối hôm đó là vô tình là chị chăm chị bị thức giấc do là chị khát nước hay chị mắc tiểu gì chị quên rồi. Chị tỉnh dậy thì chị thấy là chị Thơm đang ngồi không cửa sổ và cứ nhìn thẳng ra ngoài đó hoài. Đó, thì á, chị chăm bắt đầu á, mới lại hỏi nó Thơm mày làm gì mà nhìn ra ngoài đó hoài vậy. Thì chị Thơm chị mới quay qua nha chị mới nói mà cái mặt cái lúc mà chị thơm quay qua nói là cái mặt nó nó giống như là nó bị giống như là những cái người mà người ta bị uống 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 bia uống rượu mà người ta không kiểm soát được mọi người mình hay gọi là cái từ mà ngáo ngáo đó à ngơ ngơ ngáo ngáo đó là chị bắt đầu chị thơm chị quay qua nói cha ơi cha ơi mày, mày 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 nhìn ra ngoài cửa sổ á mày 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 có thấy ai đang đứng ngoài đó không mày có cái chị kia kìa đẹp lắm mày ơi Chị đó chỉ mắt tao ngoài à, hay tao ra ngoài tao chơi với chị nha mày. Tao ra ngoài tao chơi với chị nha mày. Thì chị Trâm chứ nó nhỏ này bị gì trời ng ngáo ngủ hay gì mà nói gì kỳ vậy. Thì chị Trâm chị cũng nhìn ra, thì khi mà chị Trâm chị nhìn ra mọi người đâu có thấy cái gì đâu nhưng mà theo cái lời tả nha lúc lúc cái lúc này đó nha là thôi mày ngủ đi thơm ơi ngủ đi thơm ơi thì chị thơm chị cũng ngủ lại nhưng mà mấy đêm liên tục luôn ba bốn đêm liên tục cứ thể mà chị chăm chị thức dậy là chị thấy chị thơm đang ngồi cửa sổ nhìn ra mà cứ lại hỏi chuyện gì là cũng nguyên văn vậy thơm ơi chị chăm ơi mày nhìn ra ngoài coi mày thấy cái chị đó không mày trời ơi cái chị đó đẹp quá à mà chỉ ngoát tao hoài mày thôi chắc tao ra ngoài tao chơi với chị nha Mày dẫn tao ra ngoài cho chơi với chị đi Là cứ vậy hoài đó Thì bắt đầu là mới hỏi là ừ mày thấy sao sao nha Rồi lúc này đó là chị Thơm chị mới tả lại là Một người phụ nữ Mặc một cái đầm màu đỏ Đẹp Rất là đẹp luôn Đẹp tới nỗi mà chị Thơm nói tao là con gái mà tao nhìn nó còn mê Là đẹp tới nỗi như vậy một mỹ nhân Mà cứ đứng mắt là rủ tao ra chơi Rủ tao ra chơi nó ra đây với chị đi em Ra đây với chị đi em Ra đây chơi vui lắm mà không có nói ma mị nha chứ nó nó nói, nói bình thường em em ra đây chơi với chị em ra, ra đây đi đi ra đây chơi với chị đi vui lắm đi ra đi ra đây nè là cứ kêu như vậy không mà đó thì lúc này rồi rất là hoang mang rất là sợ rồi đó nhưng mà rồi chưa kịp nha bắt đầu là chị chăm chị nghĩ trong đầu rồi thôi chắc chiều ngày mai đó dẫn con thơm đi ra ngoài khấn sinh đi bữa giờ quên hoài thì chưa kịp nữa mọi người là chỉ tới định như là cái giờ trưa hôm đó cũng là ngay cái giờ ăn cơm luôn giống như là là giống như là là, là anh anh đức luôn đó có thể là ngay cái giờ linh 11, 12 giờ trưa đó thì cái hôm đó thì cũng đang ra chuẩn bị ngồi ăn cơm rồi á thì chị Thơm chị mới nói ê để tao vô đây tao tao rửa mặt một cái tại vì tối hôm qua tao ngủ trễ quá sáng tao nằm trong lớp tao ngủ giờ cái mặt tao ke không à thôi để tao đi vô nhà vệ sinh tao rửa mặt thì chị thơm chỉ mới đi vô nhà vệ sinh chỉ rửa mặt không biết là bao lâu cho tới khi một nhóm ở đây ăn cơm xong hết luôn rồi tới giờ ngủ trưa luôn rồi vẫn không thấy chị thơm đi lên lại cái mâm cơm còn y nguyên nguyên một đám mới sợ quá à nguyên một đám mới sợ quá bắt đầu á là đi cái kéo nhau đi kiếm đi kiếm vòng vòng trường cho đã vô bắt đầu lúc là chị chăm mới sực nhớ nó chết mẹ rồi ơ đi, đi chạy chạy ra ngoài cái chỗ mà hôm bữa cầu cơ cái chỗ mà hôm bữa thấy thằng Đức coi làm sao chạy đi ra ngoài chỗ cầu cơ không thấy đâu hết chạy ra mà cái chỗ của cái anh đức mà anh bị ngồi mà bị thồn vô họng mà ngồi nói chuyện một mình đó nha ngay ở gốc cây nha lúc đó ở đó là nó có một cái gốc cây thì khi mà chạy ở đó nha Chứng kiến một cái khung cảnh đó, nó rất là kinh dị luôn mọi người Không biết á, là chị Thơm chỉ kiếm ở đâu ra một cái cọng dây thần Mà đã thắt thành thắt thòng lọng luôn rồi à, Và khi mà đi ra đó thì thấy trước mắt á, là cái cái thòng lọng nó đã chùm vô trong cổ của chị Trâm rồi Ủa chị xin lỗi chị Thơm rồi Mà chị Thơm mới chỉ còn đứng dưới đất nha Và lúc này nha nguyên một đám chứng kiến là chị Thơm chỉ đang trèo trên cây Mà chỉ trèo như một con khỉ gì đó có nghĩa là sao cái dây thòng lọng nó nằm trong cổ chị nè và cái cái đuôi dây nó đã cột vào một cái cành cây rồi à nó đã cột lên một cái cành cây rồi và chị chị cái chị thơm chị đang quá trình là chị đang leo lên trên cái cành cây cây đó là để mà chị nhảy xuống đó thì nếu mà chị nhảy xuống một cái thôi thì bắt đầu là chị sẽ bị treo lủng lẳng và chị sẽ ngập thở chị chết có thể là gãy cổ chết không chừng mọi người tưởng tượng ví dụ như cái cành cây nó cao 2 mét đi À, là chị này chỉ leo lên cái cây đó chị cột chị trồng vô xong mà chị nhảy từ cành cây đó chị nhảy một cái bạc xuống cái là cái cổ nghe một cái rắc một cái thôi là chết liền chứ không phải giỡn nhưng mà hơn sau á cái nhóm bạn của chị chăm chạy ra là đang trong cái quá trình thấy chị thơm đang leo thôi thấy chị thơm đang leo tới cái cành cây đó chuẩn bị nhảy thôi trời ơi một đám mới la hét thơm ơi thơm ơi thơm ơi thơm 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 bắt đầu là chạy lại nha mấy bạn nam mấy thiệt mấy bạn nam bắt đầu là không có leo lên được không hiểu lý do tại sao là chị thơm chị leo như khỉ mà mấy, mấy bạn nam bạn leo không được là phải bắt đầu là kiểu như là chồng lên nhau đó một người người này chèo lên vai người kia đó là bắt đầu là mới nắm cái chân chị thơm lại là mới kéo kéo chị thơm xuống mới tháo cái thòng lọng ra kéo chị thơm xuống mọi người tin không khi mà chị thơm về tới cái phòng lúc này đem về phòng y tế đó là cái phòng của anh đức anh nằm đó đem về tới cái phòng này luôn đó nha mà chị thơm chị không có nhớ cái gì hết trơn hỏi một cái câu nó 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 rất là ngây thơ nữa ủa sao tao đang tao đang rửa mặt trong nhà vệ sinh mà sao giờ tao tao đang ở trong trong phòng y tế rồi có nghĩa là cả một cái quá trình mà chỉ leo lên cây sao chỉ thắt thòng lọng sao không biết là kiếm dây thần ở đâu ra đó là chị không có hề nhớ cái gì hết luôn bắt đầu vô đây thì cũng cho uống thuốc kiểu như là uống thuốc an thần cho dễ ngủ chẳng hạn vậy đúng không cho tới chiều ngày hôm đó chị thơm chỉ mới bình tĩnh lại đó nha là bắt đầu là chị mới nhớ cái lúc đó đó thì chị mới nhớ ra chị còn chị kể mà chị vừa kể vừa khóc mọi người nó trời ơi trời nó tới nó đòi mạng tao rồi vậy là hả công cơ là dự đoán tương lai là chính xác này nọ đồ rồi đó là hả thấy cái lúc này chị chăm ở chị chị thơ chị, chị thơ chị thơm chị nói á là khi á mà chị nói chị đi vào trong cái toilet để mà chị đi rửa mặt chị đang rửa mặt như vậy á thì chị nghe cái tiếng kêu thơm thơm ơi quay qua một cái thấy cái cô gái mà hằng đêm chị thơm đã thấy chị nè em chị nè em đi ra đây chơi với chị đi vui lắm em nói bình thường chứ không có cái gì mà ma mị à. đi ra đây chơi với chị này không có đi ra đây chơi với chị nè em đi ra đây thì mọi người đã biết rồi cái chị thơm chị đó là cái người đó rất là đẹp rất là quyến rũ như là nhìn là bị hút nhìn là bị hút á bị, bị hút bị hút vô cái tầm nhìn của mình á là chị thơm bắt đầu là buông bỏ đi ra đi theo thì khi mà đi theo đòi nó bắt đầu á là đi tới đây nha không biết là cái 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 con quỷ này đó nó kiếm đâu á ra một cái sợi dây thòng lọng nó mới kêu đó em trồng vô cổ đi em cầm sợi dây trồng tỉnh bơ luôn mọi người cầm sợi dây trồng tỉnh bơ luôn em leo lên cây đi em leo lên tỉnh bơ luôn đó thì khi mà lúc mà leo lên chuẩn bị nhảy rồi đó lúc này là chị chăm chị, chị thơ chị thơm á chị còn nói là chị còn nghe nhảy đi em Nhảy xuống đây một cái gặp chị là vui lắm em Nhảy xuống đây đi đó rồi em mới gặp được chị Em mới đụng được chị Thì có lúc này trong đầu của chị Thơm Chị nói là chị chỉ muốn là là bây giờ á Nghe lời bà này bà nói sao nghe lời bà vậy đi Rồi bắt đầu là hả sẽ gặp được bà Là sẽ nắm tay nắm chân được bà là Giống như là sẽ sẽ đi cùng với bà Kiểu như vậy đó ha mọi người ha Thì ngay lúc này hơn sau là cũng là một cái lần Giống như là trùng hợp hay sao đó nha Là chị Trâm nhớ mày chị Trâm cũng chạy ra Cũng vừa phát hiện kịp luôn vừa phát hiện kịp lúc đó là mới kéo chị chị thơm vô trong phòng y tế rồi chị thơm chưa nó chị khóc nó rồi chết tao rồi mày ơi chết rồi Thôi kiểu này chắc tao về quê tao bỏ học mày nọ đồ các cái đó thì chị chăm ngay lúc này chị chăm nó thôi bây giờ là mày khỏe chưa mày bình tĩnh chưa mày tỉnh táo chưa tao với mày á đi ra ngoài chỗ cầu cơ để mà tao xin đi hôm bữa trước tao nói tao xin tao khấn cho mày mà tao quên bắt đầu là mới đi ra đó thì cũng làm y như anh anh đức luôn đó cũng của anh anh đức luôn cũng ra cũng xin nó ừ là con tên vậy vậy rồi ừ con em bà, bạn của con á là nó tên vậy vậy thơm này nọ rồi đó là bữa nó xin cầu cơ này nọ rồi thôi tha cho nó đó à, là cũng vừa cầm nha nhưng mà cái lần này đó cái lần này đó là cái 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 giọng nói của chị Trâm á là đanh thép hơn là đanh thép hơn chứ không phải là còn là năn nỉ nữa tại vì cái lần này là nó nó thiên về mạng sống luôn rồi là muốn là cướp luôn cái mạng của của, của chị thơm luôn rồi thành ra là chị chăm chỉ nói theo cái kiểu mà quyền lực hơn đó sau đó là vừa nói mà vừa cầm thánh giá vừa đưa lên gì nè đưa 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 lên gì nè đó rồi xong bắt đầu quay về thì khi mà quay về xong rồi đó cái chị thơm chị mới nói chị chăm nè nó trời sao mà mày hay quá vậy mày khấn mày xin sao đó mà sao giờ tao thấy tao nhẹ người quá đi mày ơi hai ba tuần lễ trước đó tao cứ thấy cái vai tao nó nặng nặng không mà tao người tao nó mệt mỏi lắm mày nọ đồ mà sao bây giờ mày vừa khấn xong vừa về tới lớp xong là bắt đầu là người nó khỏe khoắn liền là nó bị nhẹ liền thì lúc này chị chăm chị mới yên tâm à chị chăm chị nói rồi là chắc là mình xin mình mình cầu khấn như vậy đó là họ đã tha rồi họ đã tha cho 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 chị thơm đó rồi rồi từ đó thì sao thì đương nhiên nguyên một đám sẽ không bao giờ dám bén mảng ra ngoài nghĩa địa nữa và cũng chẳng bao giờ nói tới cái chuyện cầu cơ nữa cho tới những năm trở về đây nè ừ là sau khi mà gặp nhau rồi đó là cũng có chị thơm anh đức rồi nọ đồ ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ thì mới kể lại cái chuyện đó thôi thì trong cái chuyện này đó nha chị chị chăm chị không có nhắc tới nhưng mà cái này là mình suy nghĩ theo cái lối cá nhân của mình thôi đó thì cái này á cái con cơ này nó không có dự báo trước tương lai mà phải nói cái cách chính xác hơn á là cái 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 vong quỷ đó nhập vào con cơ đó là chính là tương lai của anh Đức và chị và chị Thơm luôn. Có nghĩa là họ nói như vậy, họ nói trước như vậy để họ gây cho anh Đức và chị Thơm một cái sự hoang mang, một cái sự lo lắng mà mọi người biết rồi. Khi mọi người hoang mang, mọi người lo lắng, mọi người thất vọng một người tuyệt vọng về nọ đồ á thì cái đó nó sẽ đưa lối dẫn đường cho cái, cái chuyện mà vong quỷ á là tới gần mọi người dễ hơn đâm ra là con quỷ nó đã nói trước như vậy à bắt đầu là chị thơm nè với lại anh đức nè hoang mang nè nó bắt đầu là nó đưa bắt đầu là nó tới nó làm cái này cái nọ để mà nó thực hiện những cái lời mà nó nói luôn đâm ra cái vong nó không có phải là báo trước báo trước tương lai đâu mà nói trước xong rồi cái vong nó mới thực hiện những cái gì mà cái vong quỷ đó nói À chứ không phải là báo trước tương lai đâu ha mọi người ha Thành ra là cái này để mọi người rút kinh nghiệm Mình thì trong kênh của mình từ trước đến giờ rất là nhiều lần rồi Có rất là nhiều bạn rất là ngây thơ và hỏi ở ừ, anh Vũ ơi anh kể chuyện cầu cơ như vậy thì Anh có biết cầu cơ không? Tại vì bây giờ em đang túng quẩn lắm ờ, Em mà vì mẹ già rồi con bệnh này nọ rồi em muốn cầu cơ em xin số đề Một lần duy nhất thôi em trúng là em không bao giờ mà em chơi nữa em chỉ qua cái cơn ngoạn nạn này thôi đó thì mình cũng nhắn tin là mình nói bây giờ á, nếu mà em giao quá hoàn cảnh gia đình em như vậy đó thì em nên là chạy chữa em đi mượn tiền hay là em làm bằng cái cách nào đó thì có thể em có cơ hội để cho mẹ của em con của em hết bệnh nhưng mà nếu mà em cầu cơ rồi thì coi như là em mất cái cơ hội đó luôn thậm chí là đổi bằng cái tánh mạng nữa đâm ra là mình không bao giờ khuyến khích mà nói thật với mọi người luôn mình cũng chẳng biết cầu cơ là gì đâu nói thẳng cho mình nghe là vậy đó mà mình biết trên mạng mình đọc tài liệu nhiều lắm có nhiều người nói cho mình nghe ừ ngày xưa anh cầu cơ vậy 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 đó mình cũng biết vậy thôi nhưng mình chưa hề chứng kiến và mình khẳng định với mọi người mình chưa bao giờ cầu cơ và mình không biết cái gì về cầu cơ cả như vậy đi cho nó dễ và mình khuyên thật tình với mọi người luôn đừng bao giờ cầu cơ đó là cái thứ nhất cái thứ hai là đừng bao giờ kiếm mọi cách nào đó để mà tiếp xúc với là mà giao tiếp mà giao dịch với lại cái người cõi âm Tại vì khi mà mọi người nói chuyện với họ được Mọi người mở cái cửa cho họ tiếp cận với mọi người được Họ tiếp cận với họ mọi người một lần Thì những lần sau họ lại tiếp tục tiếp cận tiếp Thì nó rất là nguy hiểm Mới đầu có thể là anh anh em em bạn bè giúp đỡ qua lại Rồi cho số đề luôn nói thẳng luôn á Cho số đề nọ giúp mọi người thi giúp này giúp nọ đồ đó Mới đầu là vậy Nhưng mà con người với lại con ma nó cũng giống nhau thôi con người mình trên trần gian đây nhiều khi họ giúp đỡ mình nhiều quá sau này họ họ trở mặt hay cái gì đó thì có chuyện nó rất là bình thường thì những cái vong ma vong quỷ họ cũng như vậy mình cũng không có biết trước được người thì có người này người kia ma cũng có ma này ma kia ha mọi người ha tốt nhất là mọi người nên tránh xa cái chuyện đó giống như cái câu chuyện mình mình, mình vừa kể đây đó là một cái sự hết sức may mắn mình nói là hết sức may mắn nên anh đức và chị thơm mới bảo toàn được cái tánh mạng chứ nếu không á là cái lúc mà chị chăm chị ngồi ở đây thì cái này không phải là còn là cái chuyện cầu cơ nữa mà là một cái câu chuyện buồn nói về hai cái mạng người vì cầu cơ mà đã qua đời rất là may mắn trong câu chuyện này luôn ha mọi người ha rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai ha cái câu chuyện thứ hai này á là do một chị chị này chỉ tên là lan nguyễn chị đã gửi về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình thì cái câu chuyện này chỉ kể về ba cái câu chuyện nhỏ khác nhau nhưng nó xảy ra cùng một cái địa điểm. Đó, và cái địa điểm này chính là một cái căn nhà, một cái căn nhà có ma ở bên Mỹ nha mọi người ha. Chị nói là năm nay thì chị đã 31 chị rồi, 31 tuổi rồi và chị sinh năm 1988 bằng tuổi với bà chị kế của mình luôn. Thì uh, chị qua Mỹ lúc 7 tuổi Lúc chị còn rất là nhỏ và 7 tuổi Bây giờ thì mình, nếu mình tính ra là chị uh, qua cũng được mấy chục năm rồi ha là Năm uh, năm cũng cỡ như năm, năm, năm 90 mấy hả mọi người ha Năm 95, 96 nha Thì khi mà chị đi qua đây đó nha Là lúc uh, một năm trời thì chị ở chung Tại vì vừa mới qua Mỹ là mình phải uh, Ở chung, ở ké với những cái người thân của mình Nhưng mà một năm sau lúc này ba mẹ chị cũng có chớp rồi Cũng có việc làm này nọ rồi Cũng có tiền bảo hiểm này nọ các cái đó Thì mới bắt đầu là mới suy nghĩ tới cái chuyện mà mướn nhà à thì khi mướn nhà như vậy thì do cân đo đông đếm cái tiền lương thì gia đình chỉ biết là mình chỉ đủ cái tiền để mướn một cái căn chung cư thôi ở mỹ thì cũng như việt nam thôi mướn chung cư á, lúc nào nó cũng rẻ hơn là mướn nhà rất là nhiều nhưng mà lúc đó đi coi chung cư xong bắt đầu là chịu rồi đó bắt đầu là chấp nhận là ừ là có căn chung cư kia mướn cũng rẻ mình nói mình nói ví dụ nha mình nói chỉ ví dụ thôi là ừ là 500 đô đi mình nói là 500 đô một tháng đi mình ví dụ như vậy đi nhưng mà rồi chuẩn bị dọn vào rồi thì bên kia có một cái người quen người ta mới giới thiệu tụi nó ơi ta có cái bà kia kìa mày bà nói là bà này bà bà cũng lớn tuổi rồi bà trả góp bà trả hết xong căn nhà đó rồi bây giờ là bà bà mới bà mới mướn căn bà mới mua căn nhà khác bà trả góp căn nhà khác cái căn nhà cũ đó bà để bà cho thuê mà nói là bà chỉ cho thuê là có bảy tám trăm đô hàng tháng rồi mày thôi đi qua đó mướn đi bây giờ mướn chung cư chi trời ơi ở cho nó chật chội nọ đổ đồ rồi đậu xe nó khó khăn đi qua mướn nhà nguyên một căn vậy á là thêm có 300 đô rồi. tự tụi bay nhịn ăn chút xíu mướn nguyên căn nhà tụi bay cũng có con cái rồi đó thì qua đó ở cho nó sung sướng trời khi mà nghe vậy rất là mừng tại vì cái giá thời điểm đó mướn một căn nhà nha nguyên một căn á mà một ngàn đô á là mình nói là rất là rẻ rồi mà lúc này nhà có 3 phòng ngủ có toilet có chỗ đậu xe đàng hoàng luôn đó nha mà có bảy tám trăm đô một tháng à rất là rẻ luôn ha bắt đầu là chạy qua coi vừa coi xong buổi sáng là buổi chiều bụp một cái đặt cọc là vô ở liền thì lúc này á, là gia đình của chị là có bốn người ba mẹ chị chị năm đó là chị 8 tuổi và một cái đứa em năm đó tầm khoảng cỡ năm sáu tuổi dọn vào để mà ở thì khi mà ở được một vài tháng đầu á không có gì hết trơn nha nhưng mà rồi cho tới cái thời điểm đó bắt đầu á là trên trên báo đài thời sự đó người ta có nói là cái vùng của chị là sắp bị bão tuyết thành ra là yêu cầu là người dân á là nên đi ra những cái giống như là mình nói là quơ mạc hay cái gì đó ha để mà mua những cái những cái mo đó ờ ừ, là mua những cái đồ dự trữ nhà sẵn đi lỡ như mà có bão tuyết này nọ đồ á không có ra đường được đó thì có đồ ăn trong nhà nhưng mà xui sao á là nhà chị lúc đó mới về mướn căn nhà nên cũng không có tiền để mà mua xe nữa. Chỉ có đi là đi làm đi đi bằng xe bus thôi chứ không bao giờ mà mà có có xe để mà đi. Rồi, lúc đó thì khi mà nghe như vậy chịu trận luôn ha mọi người ha. Bảo tuyết tới đêm đó bảo tuyết tới mà bảo tuyết tới rồi nó mới làm sụp cái đường dây điện, mới cúp điện nguyên cả một cái khu luôn. Thì khi tối hôm đó cúp điện như vậy rồi đó Là ở nhà chị bắt đầu là mới quyết định là đi ra ngoài phòng khách để mà à, Giống như là ghép cái bộ sofa ai vô rồi trải mền đồ nằm ở trên đó để mà cho nó mát Mở cửa cho gió lùa vô mát Chứ nếu mà ngủ trong phòng không có cửa sổ nó nực lắm Rồi cả nhà bốn người mới đi ra ngoài phòng khách để mà ngủ Lúc này á, đang ngủ tới tầm khoảng cỡ 12 giờ mấy 1 giờ khuya đó Bắt đầu là cái đứa em, cái đứa em trai của chị năm đó nó 6 tuổi đó Nó mới la lên, À nó mới la lên nó kêu là nó kìa nó kìa Lúc này á, tuy á, là cái đứa nhỏ này nó qua nó qua Mỹ rất là sớm nhưng mà ở nhà vẫn dạy tiếng Việt cho nó và nó kiểu như là lúc mà từ lúc từ lúc 1 tuổi cho tới lúc 4 tuổi nó ở Việt Nam mà đâm ra là nó nói tiếng Việt cũng cũng rành mọi người. Nó mới la lên, tự nhiên nó đang ngủ vậy nó la lên nó kìa, nó kìa, nó kìa. Xong cái bắt đầu là nó lùi 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 nó lùi lên trên cái đầu giường giống như là nó né một cái gì đó vậy đó. Giống như là nó đang trốn chạy một cái gì đó nó la nó kìa, nó kìa. Thì khi mà cái tiếng la lớn như vậy đó thì cả gia đình mới thức dậy Thì mới nhìn về cái hướng mà nó chỉ đó Cái lúc này nha, cả gia đình bốn người đều thấy là ở dưới cái mền tự nhiên nó u lên một cái cục y như một cái đầu người đó Giống như ngày xưa mọi người chơi mà chùm mền mò đầu, ngày xưa mà tụi nhỏ mình hay chơi đó à, Là nó giống như vậy tự nhiên trong cái mền nó mới u lên một cái cục như vậy nè thì ba mới hết hồn mẹ thì á lúc này là mẹ đã ôm ôm cái đứa đứa em rồi thì ba mới ôm ôm chị này vô ôm chị này vô lòng bắt đầu là mới bay ra khỏi cái sofa đó thì khi vừa bay ra khỏi cái sofa đó nhìn lại á thì không còn thấy cái đầu nó u lên nữa thì ba là ba biết ba với mẹ tin tâm linh lắm nha nhưng mà ba với mẹ đó thì đạo công giáo nhưng mà ba thì ba đạo phật ai giữ đạo nấy à, ba đạo phật ba tin có ma và ba không hề sợ ma thì ngay lúc này á ba mới tặc lưỡi ba nói nè không lẽ nhà này có ta không lẽ bên cái xứ mỹ này mà cũng có mấy cái chuyện này nữa hả ta đó là ba mới thắc mắc như vậy đó nha rồi xong bắt đầu là mới quyết định đó nha là ba mới lấy một cái một cái một cái thùng thiết của mọi người bên đó thì thường là bánh kẹo họ bán trong cái thùng thiết không mà mọi người ăn hết bánh là còn cái thùng thiết không đó là mới lấy cái thùng thiết đó ba mới lấy những cái tờ giấy báo cũ này nọ rồi ba đốt ba để vô trong đó để cho mà nó sáng lên cả một cái góc trong nhà như vậy nè đó à, là cứ đốt đốt hết là chăm đốt hết là chăm vậy đó là ba ráng ba thức cho tới sáng luôn ba để cho mẹ với lại hai con ngủ nhưng mà từ đó cho tới sáng là cứ 45 phút nửa tiếng, 45 phút nửa tiếng là cứ một lần. Là cứ đứa nhỏ nó cứ la lên. Nó kìa, nó kìa. Mà có lúc á, thì nó chỉ ngay nhà tắm. Có lúc á, thì nó chỉ ngay bếp. Tại vì ngày xưa, ở, ở phải, ngay bây giờ luôn cũng vậy nữa. Ngày bên Mỹ thì họ là nhà khách, cái phòng khách với lại bếp thì thường nó nó, nó, nó chung với nhau đó nó chỉ về bếp nó kìa nó kìa ba ơi nó kìa ba ơi cái nó ngủ tiếp nó ngủ nó ngái khò 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 xong nó đang ngủ nữa chừng nó la lên nó kìa nó kìa cái chỉ ngoài cửa mà cứ làm vậy hoài mà cứ mỗi lần mà nói chỉ như vậy đó nha mặc dù là không có thấy rõ mặc dù là không có thấy rõ đâu nhưng mà ba mẹ và cả chị này luôn đều nhìn là vừa nhìn một cái rồi thấy không nguyên một cái bóng đen sượt một cái rất là nhanh chỉ tầm khoảng bằng một cái chớp mắt thôi à coi như là cỡ một giây không tới một giây nữa là có một bóng đen nó xuất hiện nó nó hiện một cái cái nó ẩn liền và rất là nhanh như vậy cứ tưởng đâu mình bị hoa mắt không à nhưng mà từ tối cho tới sáng á bốn năm lần mà cái thằng đó nó la nó kìa nó chỉ một cái là thấy cái bóng đen liền cứ như vậy hoài luôn cho tới sáng hôm sau luôn ha sáng hôm sau rồi đó lúc đó này nó bắt đầu bắt đầu là ngồi chiên ốp la rồi rồi ăn sáng đó là mới hỏi nó ừ là tối hôm qua con thấy cái gì tại vì tối hôm qua hỏi nó không có nói nó chỉ nói nó kìa nó kìa xong nó ngủ nó không có nói sáng hôm sau nó mới nói mà nó còn nhỏ mà nó chỉ nói đơn giản vậy nè nó con không biết nữa nhiều tóc lắm nhiều tóc lắm ba mẹ nhiều tóc lắm nhiều tóc lắm ghê lắm ghê lắm ba mẹ ơi đó là cái đứa em nó chỉ nói được như vậy thôi chứ nó không hề nó diễn tả là nó thấy cái gì cái gì nó không có diễn tả chỉ nói vậy thôi nhiều tóc ghê lắm ba mẹ nhiều tóc ghê lắm ba mẹ là nó chỉ nói như vậy thôi rồi thì cả gia đình thì cũng hơi cũng đi làm rồi nọ rồi mấy đứa nhỏ cũng đi học thì sau đó là có cúng kiến cái gì đó hay không đó thì thật sự là chị Lan Nguyễn, chị Lan chị không có hề nhớ tại vì cái chuyện đó nó quá lâu rồi. Không biết là ba có cúng kiến hay là mẹ có nước thánh này nọ rưới hay không thì chị không hề nhớ. Đó là cái câu chuyện đầu tiên trong căn nhà này. Bây giờ nè là tới cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai đó là do ba gặp mà mọi người nên nhớ kỹ nha. Ba là một cái người không có hề sợ ma. Cái đêm hôm đó đó hình như là ba được nghỉ sớm qua hôm sau là ba không có đi làm, thành ra ba cũng mê mà lúc đó hình như là mê bóng bù dục hay là mê bóng rổ hay là đá banh gì đó. Ba mới để cho mẹ con ngủ hết rồi, ba mới ra ngoài phòng khách để mà ba ngồi ba bật cái tivi lên ba coi. Thì khi á mà ba đang coi như vậy nha là ba mới thấy rõ ràng luôn. Lúc này là trong nhà tối thui hết trơn, chỉ có ánh sáng tivi thôi. Thì ba thấy rõ ràng là có một người phụ nữ có một người phụ nữ ở trần ở trồn luôn thấy rõ ràng ở trần ở trồn luôn và là người mỹ nha bà thấy rõ ràng là người mỹ mặc dù là tối như vậy nhưng mà do cái ánh sáng tivi nó hắt ra ba nhìn vẫn 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 thấy được á là thấy là đi từ cái phòng của mình đi ra ngoài hướng toilet chung của gia đình đó đi ra vào đó mà đi một cách từ từ chậm rãi luôn chứ không phải là ừ là sượt ngang như là ừ là ma quỷ hồn ma bóng quế không có đi từ từ đàng hoàng mà ở trần ở chuồng ba thấy là coi như là từ trên xuống dưới là con gái có cái gì là ba thấy hết đơn luôn á. Ba mới trố mắt mới đầu, ba cũng không phải là ba là cái người không có sợ ma, nhưng mà vừa xuất hiện như vậy ba cũng giật mình, ba trố mắt ba nhìn gì nè. Gì gì ghê vậy? À ba nói trong lòng. Ôi, gì ghê vậy? gì bạo, vậy? Gì, bạo vậy? gì bạo vậy Đó thì đi tới cái toilet cái tự nhiên là biến mất. À tự nhiên vừa biến mất một cái trong toilet bắt đầu là nghe tiếng nước chảy xè xè liền. Bà biết, bà đâu có sợ, lúc này là bình tĩnh rồi ba mới cười khẩy. Trời, hù tôi đồ ha. Đứng lên vô khóa nước đàng hoàng, bắt đầu là lên ngồi coi tivi tiếp. Đang coi tivi, lúc này là ba kể lại, mà lúc này sau này ba kể lại, ba, ba đang coi tivi chút xíu, cái ba ngẫm nghĩ cái gì á, ba mới vỗ tay cái bẹp. Rồi, có tiền, à búng tay rồi. Có tiền, mọi người biết làm sao không? Sáng hôm sau ba gọi điện cho người quen á, người Việt Nam đó mọi người. Bên Mỹ cũng có số đề nha, bên Mỹ cũng có số đề nha. Alo, đánh cho con 21 mươi mày đó là sổ số mỹ đánh con 21 mà người biết con 21 là con gì nữa gì đúng không đó đánh con 21 chiều đó trúng được 2 ngàn rưỡi đô la mọi người vào năm chín mươi mấy gần năm 2000 ba trúng được 2 ngàn rưỡi đô la cái câu chuyện này chỉ nói lâu lâu mà cả nhà ngồi tụ họp nói chuyện là kể lại là cười đầm ầm không trời trời không ngờ luôn gia đình cũng nói trời trời mày gặp ma mà mày gặp ma mà mày nghĩ được tới cái chuyện đó mà mày đi quýnh đề mà mày trúng được 2 ngàn rưỡi đô la tao cũng lại mày luôn đó là cái đó là cái câu chuyện mà tới bây giờ vẫn ngồi truyền miệng với nhau và lâu lâu giống như là mình nói là weekend này nọ đồ ngồi nói chuyện với nhau là cười là kể là cười ầm 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 luôn là một lần ba gặp Mai như vậy đó Thì đương nhiên ở nhà cũng thắc mắc cũng hỏi ba nói ừ là sao mày gan như vậy trời gặp tao mà tao thấy cảnh như mày thôi là chắc tao té xỉu đá trong quần này nọ đồ nói, Trời ơi có gì đâu mấy ma Mỹ nó hiền chết luôn nó hiền chết rồi à tôi ở Việt Nam cái thời mà tôi còn khổ, tôi với ông bà già tôi xưa dưới miền Tây trời trời nằm hầm nằm hố đi vô rừng này nọ đồ gặp mấy cảnh nó còn ghê hơn nữa đó thấy ma mỹ hiền chết mà có gì đâu đó bà ba nói một cái cách bình thường như vậy luôn mọi người đó là cái câu chuyện thứ hai nó cũng hơi vui vui ha mọi người ha bắt đầu là tới cái câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện do chính chị Lan Nguyễn này chị gặp luôn cái năm đó thì chị nhớ không chừng là chị cũng phải là cỡ 10 tuổi 10 tuổi hơn rồi là cũng biết này biết biết kia rồi lúc này á là chị đã bắt đầu ra phòng riêng đó mà chị ngủ những năm trước mới 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 qua đó thì chị ngủ chung phòng với ba mẹ mà bây giờ chị ngủ riêng thì cái phòng của chị đó là do chị con gái và được thương lắm thành ra là mới đưa cho một cái phòng là có cửa sổ luôn và trong cái phòng này có cái đèn ngủ nhưng mà chỉ nói là chị chẳng bao giờ xài cả Tại vì cứ buổi tối như vậy mà muốn có ánh sáng đó là chị chỉ cần kéo sơ cái màn cửa ra thôi Thì từ bên ngoài nó sẽ có ánh đèn đường nè Rồi nó có ánh trăng này nọ đồ á, nó chiếu vào đó là nó sẽ sáng một cái góc phòng là coi như là thay thế cho cái đèn ngủ luôn Thành ra là chị cũng không có cần xài đèn ngủ Do là tiết kiệm tiền điện cho ba mẹ thì cái đêm hôm đó chị về nhà Cái thói quen của chị là chị hay bật tivi Khi nào buồn ngủ á, là mình sẽ tắt cái tivi để đó mình ngủ Nhưng mà cái đêm hôm đó chị coi sao Chị coi chương trình sao Chị coi Disney hay gì đó còn nhỏ mà Thì chị mê quá đi chị coi Hồi cái chị ngủ hồi nào không hay luôn À chị ngủ hồi nào chị không 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 hay luôn nha Chị ngủ cho tới 2 giờ Thì lúc này ở trên cái tivi nó mới phát ra Những cái âm thanh nó lớn giống như là à, Tụi phim hoạt hình nó đánh nhau Hay là nó la hét cái gì đó đó nó phát ra một cái âm thanh lớn thì chị mới giật mình chị tỉnh dậy thì khi chị giật mình chị tỉnh dậy chị nhìn cái đồng hồ liền á là chị thấy là 3 giờ sáng thì chị tính là chị quay lưng chị chùm cái mền chị ngủ tiếp á thì chị mới hết hồn là chị thấy có một người đang xuất hiện ở trong căn phòng của chị cái người đó đang ngồi ngay chỗ cái bàn học của chị luôn trong phòng như có một cái bàn học ngồi trên bàn học của chị nha ngồi trên cái ghế của chị nha dắt chéo chân nha ở chân ở trồn luôn là một cô gái người Mỹ à cô gái Mỹ trắng dắt chéo chân như vậy mà khỏa thân 100% phần trăm chảy đầu ngồi chảy đầu mọi người à ngồi kiểu như là hất hất tóc và chảy 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 đầu kiểu gì nè không có hề để ý tới chị luôn cái người đó ngồi đó không có hề nhìn chị một chút xíu nào hết trơn đó tầm khoảng cỡ 5 phút tự động biến mất trời ơi, chị nói chị rất là sợ luôn chị nói là chị hiếu điều chị muốn chỉ muốn chỉ muốn đái trong quần luôn á nhưng mà rồi chị cũng không có dám qua làm phiền ba mẹ mình nay tại vì ngày xưa thì rất là ngại cái chuyện mà nửa đêm làm phiền ra đó mọi người chị ráng chị nằm chị ngủ lúc đó còn quá nhỏ mà mọi người tin không một tuần lễ liên tục cứ đêm nào cũng vậy hết cứ tới 3 giờ sáng tự nhiên giật mình thức dậy thấy cô gái ngồi trên cái ghế À, ở, trần, chân ở trùn như vậy mà bắt đầu là ngồi chảy chảy đầu vuốt vuốt có lúc thì chảy đầu có lúc thì vuốt tóc có lúc thì mình nói giống như là make up hay làm cái gì đó nhưng mà ngồi trên cái ghế đó và không có hề nhìn chị một chút xíu nào hết trơn á đó, coi giống như là trời họ là ma mà họ coi chị giống như là ma vậy đó là coi chị như là người vô hình không có hề đi tới chị luôn mà cứ hết cỡ 5 phút 3 bốn phút gì đó là tự động biến mất trong suốt một tuần lễ liên tục như vậy rồi sau đó là không có hiện về nữa à giống như là họ thấy là họ hù chị rồi chị không sợ hay sao đó chị cũng có nói hình như là cái máu của chị là có cái máu của ba thành ra là gặp thì sợ vậy thôi nhưng mà rồi từ từ riết cũng quen đó à từ nhỏ là vậy luôn riết từ từ nó cũng quen đó đâm ra cái giống như là họ thấy chị không sợ cái họ cũng biến mất họ không có hù nữa luôn rồi một vài kiểu như là một vài tháng thôi một vài tháng sau thì do là công việc này nọ đồ đó để bắt đầu là mới trả cái nhà đó để mà qua để mà may mắn á là mua góp được mỗi căn nhà mới và là nhà của mình luôn thì khi mà trả nhà rồi đó mới hỏi thăm nha Lúc này trả nhà rồi mới hỏi thăm đó Thì mới biết cái căn nhà đó đó Khi mà bà này ngày xưa đó cái bà chủ trước á là bà mua trả góp căn nhà này thì bà mới bắt đầu là xe phòng bên Mỹ thường có vụ đó lắm ví dụ như cái gara để xe đi mình sẽ xây lại làm một cái căn phòng để mà mình cho thuê này nọ đồ để mình lấy tiền trả tiền nhà đó ha thì có hai cái cô gái kia đó là cổ mướn cái căn nhà này và cổ làm cái nghề là cổ làm gái ngành mọi người à nói gái ngành chắc mọi người hiểu ha cổ làm gái ngành và khi như vậy ví dụ như là cổ đi ra ngoài đường thì thường gái ngành là họ sẽ đi khách sạn họ sẽ ví dụ như gái gọi thì sẽ đi qua nhà của cái người khách đó ấy đúng không nhưng mà lỡ như á mà kiếm được những cái khách nào mà họ không có tiền hay là họ tiết kiệm trả giá hay sao đó là hai cái cô này nè hai người nha dẫn về nhà của bà này luôn đã dẫn về nhà của bà này là bắt đầu là làm cái này cái kia luôn nhưng mà rồi cái hôm đó thì hai con này cũng mới dẫn khách về đó mà bà này thì bả lại đi công chuyện rồi bà đi làm suốt à thì hai cô này cổ bị giết trong căn nhà này hai cô này không biết là không biết là giết sao thì không biết nha tại vì điều tra này nọ đồ cũng chẳng ai nhớ tới đâu chỉ biết là hai cô này chết trong căn nhà này thì đương nhiên cảnh sát Mỹ, police Mỹ đồ tới người ta điều tra này nọ lấy lời khai này nọ đồ thì cũng bắt được cái thủ phạm rồi cũng đi tử hình hay là chung thân gì đó cũng không quan tâm tới nhưng mà bà này đó thì bà cũng ở trong căn nhà đó tại vì bản thân của bà bà đó là bà đạo công giáo bà rất là rất là sùng đạo luôn bà hay rưới nước thánh rồi kiểu như để tượng chúa rồi tượng đức mẹ trong nhà đó là bà này bà khẳng định là từ xưa tới bây giờ bà không hề gặp hai cái cô gái đó lần nào hết trơn không hề gặp ma gặp cỏ gì hết cho tới khi mà bả trả dứt căn nhà đó rồi bả mới mưa bả mới trả góp căn nhà khác bả dọn qua bả ở thì bả mới để cho thuê rồi gia đình của chị lan nguyễn đi vào đó ở thì bắt đầu là mới gặp gặp đúng hai cô gái là ba gặp một lần vấn đề 21 mốt chúng hai ngàn gửi đô chị gặp một lần đã mới đầu thì hai cha con cứ tưởng đâu là một người nhưng mà ai về là tới hai người lận mọi người đó đó là toàn bộ ba cái câu chuyện về cái căn nhà ma bên mỹ của chị lan nguyễn ha khá là kinh dị ha mọi người ha mà mình mắc cười nhất là cái câu chuyện thứ hai thật sự ba cũng bá đạo thiệt mọi người ha gặp ma mà không biết suy nghĩ sao ngồi ngẫm nghĩ sao tự nhiên quýnh đề mà quýnh đề mà trúng được hai ngàn rưỡi lô nữa mà theo như chị nói thì cái thời điểm đó thì bên Mỹ cũng có số đề thì mình cũng thấy hơi lạ lạ nha Những chị nào mà ở bên Mỹ lâu năm có thể là comment lên để mà nói cho mọi người biết là thật sự là bên Mỹ nó có quýnh số đề hay không ha Chứ đó giờ thì thật sự là mình rất là ngây thơ, mình tưởng là chỉ có Việt Nam mình mới có số đề thôi chứ Còn bên Mỹ là thường mình nói là chúng cái gì, quýnh gì bingo bingo cái gì đó mình cũng không có hiểu rõ nữa ha rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn bây giờ làm để không mình có cái thời lượng coi à cũng còn à, hơi dài dài rồi ha bây giờ thôi chắc là mình sẽ ngưng ở đây đi mọi người ơi mình xin phép mọi người mình ngưng ở đây đi à, kể ngắn ngắn như vậy nhưng mà những cái câu chuyện nghe cho nó hay ha mọi người ha rồi, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì đã hồi nãy giờ đã lắng nghe những câu chuyện ngày hôm nay cũng khá là ghê luôn ha. À, nếu mà những bạn nào mà thấy câu chuyện này hay quá đó, mọi người có thể là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cũng biết ha. Tới lúc đó đó, người ta có những câu chuyện mà hay, người ta tiếp tục gửi về cho mình. Và mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn nha. Vũ Mập xin chào mọi người.